Chào mừng các bạn đã đến với bản tin giải trí. Và hôm nay chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Thí sinh Hoa hậu chuyển giới tức giận Tố Hương Giang thiên vị. Như chưa hề có cuộc chia ly thông báo cạn tiền lần 2. Vanlet có động thái mới trên trang cá nhân khiến dân tình bất ngờ. Ảnh cưới đẹp lung linh như tiên giáng trần của áo hậu Tường Sang. Đông Nhi khoe quà đại tháng của con gái từ Hồ Ngọc Hà và Nguyên Khang. Sau Công Phượng, Bùi Tiến Dũng cũng sẽ tổ chức đám cưới tại 3 địa điểm. Virus và Ngư ST có động thái lạ làm fan bán tính bán nghi. Dù chương trình chưa chính thức lên sóng nhưng đã có những ồn ào không hay liên quan giữa thí sinh và hoa hậu Hương Giang. Tập đầu tiên của show thực tế dành cho các người đẹp chuyển giới Đại sứ Hoàng Mỹ 2020 sẽ chính thức lên sóng vào thứ 6 tuần sau, ngày 4 tháng 12. Mới đây, chương trình đã tung đoạn video giới thiệu về vòng sơ tuyển với sự xuất hiện của những người đẹp chuyển giới như Lương Mỹ Kỳ, Vi Lai, Sơn Kha Lai, Mộng Thường, Lê Tiêu Linh, Vũ Thư Phương. Dù chưa chính thức lên sóng, nhưng đã có những ồn ào không hay về chương trình này. Cụ thể, người đẹp chuyển giới Đào Anh, từng lập top 10 chương trình Chinh phục Hoàng Mỹ 2018, đã lên tiếng trên mạng xã hội rằng những thí sinh được cả năm giám khảo chọn thì không được lên hình, còn các cô gái không được chọn thì lại được lên hình. Không có công bằng ở đây, mùa này không có như mùa 1, đến lúc chị phải lên tiếng thì mọi người cũng hiểu rồi, từ yêu quý mà thành anti, nó có lý do luôn đó, cô viết. Trong một cuộc chia sẻ gần đây nhất, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang khiến nhiều người đồng cảm khi nói về tâm huyết của mình dành cho cuộc thi. Nhiệm vụ của giám khảo là phải sàng lọc trước những thí sinh tiềm năng hoặc có màu sắc tốt. Tuy nhiên vào đến vòng trong thì các huấn luyện viên sẽ sàng lọc thêm một lần nữa, họ sẽ phải khắt khe hơn rất nhiều. Thực sự thì chương trình rất được đầu tư và Giang cũng mong muốn tâm huyết của mình với thương hiệu Miss International Queen được tốt hơn mỗi năm để mang đến một sân chơi cho các bạn trong cộng đồng chuyển giới, để họ có cánh cửa mở ra tương lai tốt hơn và có nhiều cơ hội giống như Nhật Hà, Phương Vi, Hoài Sa. Việc một thí sinh lên tiếng chỉ trích giám khảo khiến nhiều người không đồng tình và cho rằng đây là việc làm hết sức trẻ trâu, đa phần đều lên tiếng chỉ trích hành động của Đào Anh. Sau 13 năm duy trì, Như chưa hề có cuộc chia ly tiếp tục thông báo cạn tiền dù từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Như chưa hề có cuộc chia ly là một trong những chương trình có ý nghĩa nhân đạo lớn khi giúp đỡ tìm người thân thất lạc cho những hoàn cảnh éo le. Tuy nhiên để duy trì được chương trình, kinh phí là điều không thể thiếu. Từ tháng 1 năm 2020, chương trình bị cắt tài trợ, thế nên đã từng tuyên bố phải kết thúc sau 13 năm thực hiện. Trước tình hình đó, những mạnh thường quân đã tài trợ số tiền lớn để Như chưa hề có cuộc chia ly có đủ chi phí để tiếp tục. Tuy nhiên tới nay, con số đó vẫn không đủ để duy trì lâu dài. Trên trang chính thức của Như chưa hề có cuộc chia ly, chương trình đã thông báo với khán giả về tình hình tài chính hiện tại. Được biết, số tiền cho đội tìm kiếm nối thân thương chỉ còn 200 triệu đồng, trong khi đó, nhu cầu mỗi tháng để hoạt động là tối thiểu 500 triệu đồng. Do đó, sau khi hoàn tất số trực tiếp vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, chương trình sẽ hết kinh phí hoạt động. Tiếp đó, dựa vào đợt giải ngân từ phía những mạnh thường quân từng giúp đỡ, thì chương trình cũng chỉ duy trì tối đa được tới tháng 2 2021. Nhưng bắt đầu từ lúc này, để nhường ngân sách cho việc tìm kiếm nhân thân thì không thể phát sóng trực tiếp. Việc không phát sóng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến người xem, không thể đáp ứng được nhu cầu khán giả mong muốn theo dõi. Điều này cũng đồng thời ảnh hưởng đến sự lan tỏa những thông điệp đẹp, nhân văn và các thông báo tìm kiếm quan trọng khác. Bức hình kèm theo dòng caption đầy sự dứt khoát từ anh chàng YouTuber khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Phải chăng Vanlet đã thực sự trở lại? Vanlet Nguyễn Việt Anh là một trong những YouTuber Việt Nam từng rất nổi tiếng với các clip theo hướng parody, hát nhạc chế, bên cạnh nhiều cái tên khác như Nhật Anh Trắng, Hậu Hoàng. Mới đây trên trang cá nhân thì Vanlet bất ngờ tái xuất sau hơn một năm im ắng khiến công chúng khá bất ngờ và cực kỳ vui mừng. Cụ thể anh chàng đăng một tấm hình chụp từ phía sau cùng dòng mô tả cực kỳ ngắn gọn, đầy mạnh mẽ dằn mặt ai đó hãy dừng ngay việc tấn công kênh của mình. Vanlet cũng ẩn ý về việc đăng clip mới nên càng khiến dân tình hào hứng. Sau hơn một năm bỏ bê trang cá nhân và biến mất, động thái mới này của chàng YouTuber không khỏi khiến dư luận xôn xao. Bài đăng cuối cùng trên trang riêng của anh là từ hơn một năm trước, còn video YouTube cuối cùng cũng đã ra mắt được 2 năm. Bài đăng của Vanlet rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý và quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ anh chàng YouTuber này. Suốt hơn một năm qua, dân tình đã không ngừng bình luận trên các bức hình ở fanpage lẫn trang riêng của Vanlet chờ đợi ngày anh quay lại. Thậm chí còn có người đùa rằng may có sự việc liên quan tới kênh riêng nên Vanlet mới trực tiếp ra mặt, đăng bài để cảnh cáo. Có thể thấy, sự yêu mến và quan tâm của mọi người dành cho chàng YouTuber này vẫn chưa hề suy giảm. Sau khi xác nhận đám cưới, hình ảnh về thiệp cưới cũng như ảnh cưới của Á hậu Tường Sang cũng chính thức được hé lộ.
Vào trưa ngày 26 tháng 11, Á hậu Tường Sang có buổi gặp gỡ truyền thông chia sẻ về việc sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai vào cuối tháng 11. Tiệc cưới sẽ được tổ chức tại Hà Nội với hơn 1.000 khách tham dự. Nói về chồng sắp cưới, Tường Sang từ chối chia sẻ vì lý do riêng. Nàng hậu chỉ tiết lộ chồng sắp cưới hơn cô 9 tuổi và là nhân viên công chức. Cả hai đã đi chụp hình cưới tại Phú Quốc. Mới đây, hình ảnh về thiệp cưới cũng như ảnh cưới của Á hậu Tường Sang chính thức được hé lộ. Có thể thấy cặp đôi chọn phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng cho tấm thiệp mời. Trên thiệp cũng có ghi rõ thời gian cũng như địa điểm là một trung tâm tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Gia đình cả hai bên đều muốn đám cưới riêng tư nên không có báo chí tác nghiệp. Nói về việc kết hôn trong nhiệm kỳ, Tường Sang cho biết sau khi đăng quang, cô đã tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế vào năm 2019, làm tròn trách nhiệm của một Á hậu nên ban tổ chức cũng ủng hộ với quyết định này của cô. Hôn lễ được tổ chức ở Hà Nội, nhưng sau khi kết hôn, hai vợ chồng cô sẽ sinh sống ở Sài Gòn để thuận tiện cho công việc. Dù yên bề gia thất, nhưng Tường Sang vẫn được bạn trai ủng hộ trong việc tham gia nghệ thuật. Hiện, người hâm mộ cũng vô cùng háo hức để biết được chân dung chú rể là ai. Vào tối ngày 26 tháng 11 vừa qua, gia đình Đông Nhi đã kỷ niệm một tháng ngày bé Winnie ra đời. Đây là sự kiện đáng nhớ của một đôi vợ chồng đã bên nhau suốt một thập kỷ như Đông Nhi và ông Cao Thắng. Không chỉ có gia đình nội ngoại mà ngay cả các đồng nghiệp cũng muốn chia sẻ niềm vui này với hai vợ chồng. Ngày 26 tháng 10, showbiz Việt đón tin mừng khi nữ ca sĩ Đông Nhi chính thức hạ sinh con gái đầu lòng. Mặc dù quá trình vượt cạn của cô có chút sự cố và phải chuyển sinh mổ, nhưng cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Kể từ đó tới nay, giọng ca 32 tuổi đã có một tháng đầy ngọt ngào bên công chúa nhỏ và ông xã. Tính đến ngày 26 tháng 11 vừa qua, con gái của cặp đôi đã tròn một tháng tuổi. Buổi tối cùng ngày, nữ ca sĩ đã tiếu tích khoe với người hâm mộ về món quà mừng đầy tháng từ Hồ Ngọc Hà và MC Nguyên Khang. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà tặng bé Winnie một lẵng hoa xinh xắn, còn MC Nguyên Khang gửi tới một giỏ hoa quả tươi ngon, mừng ngày kỷ niệm đầu đời của Winnie với bố mẹ. Và thông tin về đám cưới của cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh hiện đang được đông đảo người hâm mộ rất quan tâm. Họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 1 năm 2021 ở 3 địa điểm khác nhau. Theo thông tin từ Vietnamnet, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chốt ngày giờ và địa điểm cụ thể để tổ chức hôn lễ với bà xã tương lai Khánh Linh. Nguồn tin cho biết, đám cưới của nam cầu thủ sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2021, nhằm tháng 11 âm lịch ở 3 địa điểm bao gồm Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hà Nội. Lịch trình bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 2 của tháng 1 năm 2021. Lễ thành hôn sẽ diễn ra ở Hà Tĩnh, quê nhà của Bùi Tiến Dũng, với sự tham gia của khách mời thuộc họ nhà trai. Tiếp đến là lễ vu quy tại Bắc Ninh, quê hương của cô dâu Khánh Linh, sẽ được tổ chức vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 1 năm 2021 cùng đông đảo bà con nhà gái. Cuối cùng là tiệc cưới trang trọng tại Hà Nội đã được ấn định trong ngày 10 tháng 1 năm 2021 dành cho bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể. Thông tin về lễ cưới của Bùi Tiến Dũng, Khánh Linh được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Trước đó, những tấm hình diện váy cô dâu xinh đẹp cũng đã được Khánh Linh chia sẻ, càng làm dân tình thêm mong ngóng về sự xuất hiện ấn tượng của cặp đôi trong đám cưới sắp tới. Hai anh chị rất đẹp đôi, đảm bảo ảnh cưới lung linh lắm đây. Hóng ảnh cưới nè. Dự là một lễ cưới hoành tráng sắp diễn ra đây, đám cưới này đặc biệt hơn vì có bé Susie. Trai tài gái sắc sẽ tạo visual cực phẩm ở đám cưới. Dự là siêu đám cưới tiếp theo của làng bóng Việt. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha, cuối cùng cũng đến ngày người hâm mộ được ăn kẹo rồi. Chuyện tình cảm của Ngân Sát Thủ và Virus thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Mặc dù đã chia tay một thời gian, nhưng mối quan hệ của cả hai có vẻ như là khá tốt. Không chỉ vậy, với việc cùng nhau xuất hiện trong một clip quảng cáo mới đây đã khiến dân tình bán tín bán nghi liệu rằng họ đã tái hợp. Mới đây, Viên Virus và Ngân ST đã cùng nhau xuất hiện trong một đoạn quảng cáo làm nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhất là khi trong clip ấy, cả hai khá vui vẻ phối hợp ăn ý với nhau. Ngay sau khi video lan truyền trên mạng, bên cạnh việc khen ngợi tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ tự hỏi, phải chăng cặp đôi này tái hợp sau những biến động vừa qua? Không rõ đoạn video này được quay trước thời điểm họ đã chia tay hay mới vừa thực hiện trong thời gian gần đây nhỉ, nhìn tình cảm quá đi thôi. Trước nghi vấn cặp đôi đã quay trở về với nhau, cả Virus và Ngân Sát Thủ đều chưa có phản hồi về tin đồn này. Tuy nhiên mới đây, Virus khiến fan khá xôn xao khi đăng tải video bài hát nói chia tay thật khó. Được biết, ca khúc này do chính anh sáng tác nên việc nam streamer chia sẻ lại thì không có gì quá lạ. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, Ngân Sát Thủ cũng đã đăng tải story là một câu nói đầy tính chiêm nghiệm. Mong người ta cũng tốt với mình như mình từng, thật sự khó. Những động thái kể trên của Virus và Ngân Sát Thủ đã thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với vô số ý kiến trái chiều. Nhiều fan đặt câu hỏi liệu rằng đây chỉ là một sự tình cờ hay ẩn ý nào đấy.
Dạo gần đây có một câu nói mà người người đều biết, nhà nhà đều biết, xuất phát từ một vị huấn luyện viên trong chương trình Đá Việt. Amazing, good job em. Nói đến đây thì các bạn đã biết là ai rồi đúng không? Đó chính là Benji. Benji nói về trend Amazing, good job. Trong thời gian vừa qua, cộng đồng mạng đang thi nhau lưu trend Amazing, good job em, thật tuyệt vời, làm tốt lắm em. Cụ thể, câu nói này bắt nguồn từ series lời khen trăm câu như một đến từ phía Benji tại Rap Việt. Thậm chí, những người bạn thân thiết của nam rapper cũng dùng câu nói này để cà khịa giọng ca Big City Boy. Trước những lời trêu chọc từ khán giả và bạn bè, Benji vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho đến đây, Benji mới chính thức chia sẻ về câu nói này trên trang cá nhân, nhưng không quên nhân tiện tỏ tình với Châu Bùi. Cụ thể, nam rapper đã đăng tải hình ảnh khoe góc nghiêng kèm dòng trạng thái đậm mùi thả thính. Chụp hình chỉ có một pose, khen hay chỉ có một câu amazing, nên thế giới của anh chỉ có một châu Á, good job. Lần này, dân tình không khỏi dậy sóng vì cuối cùng Benji đã viết hẳn tên châu, viết hoa, còn chữ Á viết thường như một nốt đệm. Dưới bài đăng, netizen lập tức bày tỏ sự thích thú và liên tục khen ngợi thánh làm thơ Benji. Chỉ một bài đăng mà vừa tận dụng được hot trend của chính mình, vừa ngấm ngầm khen vuver ai đó amazing, good job, và đặc biệt nhất là màn công khai tỏ tình với người thương tên Châu. Lãng mạn thế này, đàn gái nghe xong chắc phải phát ngất vì hạnh phúc mất thôi. Học trò thi nhau khoe bảng điểm ngày ấy bây giờ, ngày trước học giỏi chưa chắc bây giờ cũng giỏi. Đến nay, trào lưu How Much Have You Trend Challenge dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên mạng xã hội. Hot trend này đã thu hút khoảng hơn 3 triệu lượt chơi. Ai nấy cũng đều hào hứng chia sẻ loại ảnh quá khứ và hiện tại của mình với bạn bè để chứng tỏ màn lột xác ngoạn mục. Hội học trò thì nghịch ngợm hơn khi đua trend thay đổi điểm số, khoe thành tích học tập biến động rõ rệt từ tiểu học đến trung học, thậm chí là lên tới đại học. Thời còn cấp sách đến trường, học sinh nào mà chẳng muốn thứ hạng của mình lọt top nhất nhì trong lớp. Vậy nên, các bạn ấy đã không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân, điểm số tăng lên rõ rệt qua các học kỳ. Tuy nhiên, một số khác lại giảm sút phong độ, thành tích kém hơn những năm học cấp 2, cấp 3, nhìn bảng điểm oanh liệt một thời mà tiếc nuối. Thế mới nói, để có kết quả học tập tốt, chúng ta cần tập trung học hành từ đầu, vì kiến thức bài sau luôn được hình thành dựa trên cơ sở kiến thức của bài trước. Trong khi có khá nhiều học sinh đang ngán ngẩm than trời, thì ngay từ đầu mới nhập môn đầu cấp, vẫn xuất hiện một số nhân vật thường xuyên đứng top trong lớp trong trường. Kiến thức khó khăn đến mấy cũng không phải là điều đáng ngại. Thay vì cứ mãi loay hoay buồn phiền vì top rụng nhiều, các nam thanh nữ tú đã quyết định tham gia trend thu gom top. Và nếu bạn vẫn còn đang đau đầu vì những sợi tóc rụng cứ vương vãi khắp nơi, từ sàn nhà, bồn rửa mặt, thảm chân hay giường ngủ, thì hãy thử trải nghiệm trào lưu mới dưới đây. Cụ thể, thời gian qua, giới trẻ Trung Quốc đang phát cuồng bởi trend thu gom tóc rụng. Để biến việc thu gom tóc không còn là chủ đề nhàm chán, người tham gia có thể sáng tạo hình hài cho chúng bằng nhiều cách khác nhau, từ vo tròn, cột thành bó, cho đến sáng tạo thành một món đồ handmade theo ý thích của mình. Tùy vào độ kiên nhẫn của mỗi người, thời gian thu tóc có thể kéo dài khoảng nửa tháng, một tháng hay thậm chí là cả năm. Sau đó, bạn chỉ việc chụp lại thành phẩm của mình rồi đăng tải trên mạng xã hội với hashtag thu gom tóc rụng. Mặc dù xu hướng này bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng hiện tại cũng đã được cộng đồng mạng Việt Nam biết tới. Nhiều người đã bình luận bày tỏ sự thích thú. Trò này phù hợp với mình nè, nhìn số tóc rụng mà ám ảnh luôn quá. Chơi cái trò gì mà lạ lùng ghê. Và những trò lưu vừa rồi cũng đã khép lại phần bản tin giải trí ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.